Lưu Phước Thịnh hóa học sinh lớp 3 song ca với trò cưng. Lưu Phước Thịnh từ bỏ hình ảnh lịch lãm để hóa thân thành học sinh lớp 3 song ca với trò cưng Mai Anh trong đêm chung kết giọng hát Việt Nhí tối ngày 29 tháng 10. Lưu Phước Thịnh và Mai Anh song ca tiết mục cặp ba lá, chuồng chuồng ớt. Huấn luyện viên điển trai hóa thân thành học sinh lớp 3 có màn chiêu ghẹo trò cưng đáng yêu. Fan giọng ca câu I love you đứng ngồi không yên trước sự trẻ hóa của thần tượng. Thầy trò Lưu Phước Thịnh mướt mồ hôi khi thể hiện các động tác vũ đạo đáng yêu. Nam ca sĩ chia sẻ, anh đã có những giây phút hạnh phúc khi đồng hành cùng học trò đi qua những thử thách của chương trình. Đó, ở phần thi đơn ca, Mai Anh dự thi với dòng nhạc cách mạng Nổi lửa lên em, phần trình diễn của trò cưng Lưu Phước Thịnh tạo được dấu ấn bởi tình thái hào hùng của cô bé. Nhật Minh được gia đình và cặp đôi ông Cao Thắng Đông Nhi hỗ trợ trong tiết mục chèo phù thủy sở ma. Cậu bé cũng trình diễn thêm ca khúc Thành phố miền quan họ. So với nhiều đối thủ, phần thi của Nhật Minh được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, màn trình diễn này vốn là sở trường và được giọng ca nhí thể hiện ở cuộc thi khác nên cũng gây những ý kiến trái chiều. Minh hòa giọng với huấn luyện viên Đông Nhi trong ca khúc We Belong Together do Huỳnh Hiền Nam sáng tác. Màn trình diễn chuyên nghiệp lại mang truyền thống dân tộc, giúp trò cưng đội ông Cao Thắng và Đông Nhi giành chiến thắng sau cùng. Thủy Bình dành nhiều tình cảm của người xem với tiết mục hát về cội nguồn, vẻ điềm đạm chín chắn của cô bé yêu thích dân ca khiến người xem thích thú. Giọng hát tình cảm của cô bé tiếp tục được thách thức với ca khúc Tôi do huấn luyện viên của Cát Tường lựa chọn, nữ ca sĩ chứng tỏ sự đa dạng của Thủy Bình ở nhiều dòng nhạc. Melina mở màn đêm thi với ca khúc Omeli, dù nói không sợ tiếng Việt, nhưng sự dễ thương của cô bé người Nga vẫn gây cảm tình với khán giả truyền hình. Giọng ca yêu xa viết lời tiếng Anh cho ca khúc Anh và Anh để dành tặng cho cô bé người Nga, tiết mục Billy có sự hỗ trợ của 100 người hâm mộ của Cát Tường.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!